Shop phụ kiện Minh Thảo PCP. Em xin phép được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Như trước mặt màn hình của tất cả các bác thì ngày hôm nay Shop Minh Thảo em tiếp tục giới thiệu lên cho tất cả mọi người về dòng kính ngắm AH Kim nha các bác nhé. AH Kim Mini để cho tất cả mọi người chơi. Hôm nay em về được rất nhiều ạ. Thì các bác nào mà có nhu cầu mua hàng ấy, thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho bên em bằng ba cái số điện thoại hiển thị trên bảng tên, hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo, hoặc là nếu mà muốn bảo mật nó cao hơn thì các bác có thể nhắn qua Telegram nhé các bác nhé. Telegram đấy là cũng là một cái ứng dụng mới, cái tính bảo mật của nó cũng khá là cao nhé các bác nhé. Rồi thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về cái dòng kính ngắm AH Kim này cho tất cả mọi người nhé. Đấy, ở đây là các bác nhìn thấy là hàng về rất là nhiều luôn nha các bác nhé. Hàng về rất là nhiều luôn. Cái dòng kính AH Kim này thì nó cũng cháy hàng khá là lâu rồi. Em phải đặt cái hàng này, em phải đặt cách đây khoảng độ 2 tháng rồi, 3 tháng rồi mới có hàng để giới thiệu cho anh em nhé. Đây, kính thì đây. AH Kim Mini thông số của nó là 1-5 × 24 lần IR nha các bác nhé. 1.5 × 24. Con này thì nó có đèn hồng tâm nhé các bác nhé. Đấy, thân thì là thân kính phi 30, một dòng kính nhỏ gọn để cho các anh em nào mà chơi những cái khẩu súng súng ngắn nha các bác nhé. Đấy, cái kính AH Kim Mini này thì các bác có thể chơi được tất cả những loại súng, ví dụ như sau: Condo Mini này, Condo Talon này, thể thao Sharp Tiger. Đấy, những cái dòng súng tiệp 631. Đấy, tất cả những dòng súng đấy thì bên em sẽ có dây đi kèm, chân kính đi kèm luôn cho tất cả mọi người nhé. Sẽ có chân kính đi kèm thì sẽ bao gồm là chân kính dây 11 hoặc là dây 20 để cho anh em lựa chọn thoải mái luôn nhé các bác nhé. Đấy, cái dòng kính AH Kim này thì nó là sử dụng thân 30 thì cái độ chống nhảy tâm của nó cũng sẽ là cực kỳ là tốt nhé các bác nhé. Con này thì nó cũng có ở trên thị trường cũng khá là lâu rồi, anh em kiểm tra chất lượng thì rất nhiều shop khác cũng có bán đấy. Đấy thì anh em có rất nhiều anh em đã sử dụng và chơi con này rồi. Đấy thì con này thì có cả đèn hồng tâm nhé các bác nhé. Có cả đèn hồng tâm. Đây em sẽ cho tất cả các bác xem cái tâm của nó nhé các bác nhé. Hàng về rất nhiều luôn, không những là những cái mẫu kính ngắm này mà nói chung là những cái dòng nào mẫu kính ngắm dòng nào ấy thì em cũng bán luôn cho anh em nhé. Những cái loại mà em đã chọn lọc ra và đã kiểm chứng rồi. Đấy là tất cả những cái giá cả hợp lý nữa. Đấy, thì anh em nào có thể, các bác nào quan tâm những cái dòng sản phẩm khác thì mọi người có thể nhắn tin. Các bác có thể lên trên kênh cá nhân của em thì các bác xem nhé. Ở đấy có rất nhiều mặt hàng nha các bác nhé. Tâm của nó là tâm 2 dãy số nha các bác nhé. Một cái điều chú ý để cho anh em nào chú ý nho nhỏ nữa, để cho các bác nào mà muốn lựa chọn cái kính ngắm này thì cái tâm của nó cũng hơi mảnh một chút nha các bác nhé. Các bác nào mà lớn tuổi quá thì các bác không mắt nó không được rõ ấy, đấy, mắt nó không được tốt ấy thì lựa chọn thì lên cân nhắc cái kính ngắm này, bởi vì cái ngắm này thì cái tâm của nó em nhìn nó cũng khá là mảnh nha các bác nhé. Đây sẽ cho các bác xem quay như này nhưng không nhìn rõ này. À đây, được không? Đây tâm như này nha các bác nhá. Em sẽ zoom lên cho tất cả các bác xem nhá. Zoom lên. Thì đối với kính ngắm này thì các bác sẽ có cả đèn hồng tâm nha các bác nhá. Sẽ có cả đèn hồng tâm. Đấy. Tâm của nó đây. LED vô cùng LED luôn. Tâm đây nhé các bác nhé. Đây sẽ bật đèn hồng tâm bên này. Hồng tâm đỏ nhiều chế độ, 5 chế độ sáng. Và hồng tâm xanh 5 chế độ sáng nhé các bác nhé. Hồng tâm đỏ, hồng tâm xanh. Hồng tâm xanh anh em chơi ban ngày, hồng tâm đỏ thì các bác chơi ban buổi tối. Buổi tối nha các bác nhé. Đấy, hồng tâm xanh này các bác nhìn thấy không? Đấy, màu xanh này. Đấy, để em nhìn, em cũng để như này thì các bác nhìn dễ nhé. Màu xanh nhé, mờ dần nhé. Nhiều chế độ lắm các bác ạ. Đấy, màu đỏ ạ. Đây màu đỏ đây. Bác nào mà có lên cửa khẩu Condo thì em cũng có
cả condo Epic bán cả khẩu luôn nhé các bác nhé. Ship hàng em ship toàn quốc, anh em thích gửi ship thì em gửi ship, anh em mà thích gửi xe thì em gửi xe, lắp ráp hỗ trợ cả cây. Đấy. Dùng là từ A đến Z, đến bên em từ A đến Z. Còn anh em chơi mua hàng bên em rồi thì mọi người yên tâm là cái chất lượng nhé các bác nhé. Đấy, như cái màn hình của tất cả mọi người đây, ở đây em đáng giá của em hàng mấy chục triệu rồi nha các bác nhé. Đấy, một cái video này cũng quay của ra mấy chục triệu như này rồi. Đấy, anh em mua hàng thì đã mua hàng bên em rồi, em mọi người mua hàng thì đảm bảo yên tâm là bên em là bán hàng là có bảo hành của trả nha các bác nhé. Đấy, hàng gửi lên các bác sẽ được xem hàng luôn. Đấy, con này thì có giá bây giờ thì nó có giá là dưới 2 triệu đồng nha các bác nhá. Trên 1 triệu rưỡi, dưới 2 triệu đồng. Tại vì em cứ báo giá như vậy, tại vì nó còn tùy vào từng thời điểm nữa. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng, à khoan, thì gọi điện cho em vào ba cái số điện thoại kia. Khoan, trước khi kết thúc thì em sẽ quay cho các bác xem ở thực tế ở ngoài trời luôn nhá các bác nhá. Anh em một tí. Các bác chú ý nhé, phụ kiện đi kèm thì sẽ có lắp bịt hai đầu và có đèn hồng pin, đèn hồng tâm và có chân kính 11 hoặc là dây 11 hoặc là dây 20 nhé, dây 20 nhé các bác nhé. Đấy, các bác thấy nó led chưa? Đây, zoom to lên một tí nhé các bác nhé. Em sẽ zoom lên mức 5. Con này thì anh em đi rừng ý và muốn bắn nhanh thì nó khá là hợp lý luôn nhá các bác nhá. Từ chỗ này em quay sang kia thì nó cũng phải rơi vào tầm độ là 100m nhá các bác nhá. Từ đây sang kia thì nó cũng phải rơi vào 100m đấy, gần 100m đấy. Đấy, tâm đây, tâm hai dãy số nhá các bác nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video giới thiệu sản phẩm lần sau. Quay sang anh gần, đều lết như nhau.